thưa quý vị, Robert De Niro mở cửa khách sạn sang trọng tại Manila, tương tự Manila phê lực tầng. Diễn viên Hollywood Robert De Niro và đầu bếp người Nhật Nobu Matsuhisa đã mở cửa khách sạn sang trọng Nobu tại một khu đánh bạc trị giá 1.3 tỷ Mỹ Kim tại Manila. Khách sạn Nobu là một trong ba khách sạn đang được xây dựng tại khu nghỉ mát và sông bài City of Dreams tại Manila với những hộp đêm đẳng cấp và các công viên giải trí theo kiểu Hollywood. Hai nhà đồng sở hữu là Masuhisa và Dinero đã dẫn đầu lại các băng khánh thành với các quan chức cao cấp của khu nghỉ mát City of Dreams vào ngày thứ hai. Trong buổi họp báo sau lễ khánh thành, ông Dinero đã được hỏi rằng có muốn sản xuất một bộ phim tại Việt Tân hay không và đã trả lời rằng ông cảm thấy rất thích thú nếu làm được một dự án phim tuyệt vời tại đây. Khách sạn Nobu tại Manila có 321 phòng và cả một hệ thống ẩm thực đạt tiêu chuẩn cấp cao của bếp trưởng Masuhisa bếp trưởng cho biết rằng ông rất tự tin và cảm thấy tích cực về khách sạn của mình rằng việc kinh doanh tại đây sẽ nở rộ như hoa tươi ông nói rằng cánh cửa kinh doanh nhà hàng khách sạn tại manila đang mở rộng cửa đón chào các nhà đầu tư và ông cảm thấy rất vui mừng vì điều này ông muốn được nhìn thấy khách hàng đến đây và nở nụ cười khi thưởng thức các món ăn của ông manila đang cố gắng trở thành một địa điểm đánh bạc thứ hai sau macau các trung tâm khác đang xây dựng bốn khu nghỉ mát sòng bài ngay tại bãi biển của vịnh manila có tên gọi là entertainment city